Chuyện về bản hợp đồng của ông Kim Sang-sik, thất bại của ông Philip Trausser khiến quá trình tuyển chọn tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam của VFF chịu khá nhiều sức ép. Ông Kim Sang-sik được đánh giá là phương án an toàn và tương đối phù hợp, nhưng cũng là canh bạc mới với kết quả khó dự báo. Bản chất vấn của cựu huấn luyện viên trưởng Yonbert Hyundai Motor thực tế không quá ấn tượng nếu so với các tiêu chuẩn Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đặt ra trước đó khi tìm kiếm người thay ông Park Hang-seo. Đó là ứng viên cần có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia có đẳng cấp World Cup. Tuy nhiên lần ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo khi đến Việt Nam thì kinh nghiệm lớn nhất ở đội tuyển quốc gia cũng chỉ là trợ lý cho nhà cầm quân người Hà Lan Gus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc. Ông cũng chỉ là trợ lý số 2, vị trí số 1 được cho là ông Chung Hae-song, người được bầu Đức chọn dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Thành viên hội đồng huấn luyện viên quốc gia Mai Đức Chung cũng hé lộ thêm, ông Park chỉ là phương án 2 sau khi VFF không đạt mục tiêu với ứng viên số 1 là huấn luyện viên người Nhật Bản. Nhưng cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo lại thành công nhất khi dẫn dắt thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam gặt hái một loạt thành tích lớn. Ngược lại, ông Chung Hae-song không trụ được lâu với Hoàng Anh Gia Lai, còn huấn luyện viên Philip Trausser cũng sớm khăn gói ra đi sau gần một năm thất bại của đội tuyển Việt Nam. Kể lại như vậy để thấy trong bóng đá, không phải cứ hồ sơ đẹp là đảm bảo cho thành tích tốt và ngược lại. Ông Park Hang-seo đến đúng thời điểm lứa cầu thủ tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam đạt độ chín, giàu khát khao và các đối thủ khác trong khu vực như Indonesia, Thái Lan cũng đang sa sút. Tài năng của ông Park và cả sự may mắn là những yếu tố khác đem lại thành tích rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Không khó để nhận ra trong 2 năm cuối của ông Park, đội tuyển Việt Nam bắt đầu suy giảm sức mạnh, thể hiện qua 2 thất bại ở AFF Cup và đó cũng là lúc nhà cầm quân Hàn Quốc ra đi, để lại vị trí cho ông Trausser. Sau trận thua Indonesia trên sân Mỹ Đình hôm ngày 26 tháng 3, ngay trong đêm VFF đã ra quyết định chia tay ông Trausser. Không dễ để quyết định chóng vánh như vậy được thông qua bởi cần có sự đồng thuận từ cả hai phía. Trường hợp ông Trausser từ chối, VFF có thể phải kéo dài hợp đồng hoặc chấp nhận đền bù số tiền rất lớn. Thất bại của ông Trausser cũng khiến quá trình tuyển chọn huấn luyện viên mới của VFF chịu nhiều áp lực từ phía dư luận cũng như ngành thể thao. Yêu cầu ngành đưa ra là đội tuyển Việt Nam cần sớm có huấn luyện viên để ổn định lực lượng, tinh thần và lối chơi. Trong thời gian khá ngắn, VFF cùng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã lọc ra một loạt hồ sơ để lựa chọn. Khá trùng hợp khi ông Kim Sang-sik được đưa vào vòng cuối và trở thành phương án ưu tiên. Nói trùng hợp bởi chịu trách nhiệm trung gian đưa ông Kim đến Việt Nam không ai khác chính là DJ Management, công ty gắn liền với tên tuổi của người đại diện Lee Dong-jun. Đó không còn là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam, bởi Lee Dong-jun cũng chính là người đứng sau bản hợp đồng của ông Park Hang-seo. Hiểu biết về bóng đá Việt Nam, các mối quan hệ với VFF trở thành lợi thế lớn để Lee Dong-jun tiếp tục có bản hợp đồng thứ hai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã được nhận mức lương gần tương đương với người đồng nghiệp Hàn Quốc Park Hang-seo. Bên cạnh đó, ông cũng được tạo điều kiện mang theo một số trợ lý Hàn Quốc để hỗ trợ công tác chuyên môn ở đội tuyển Việt Nam. Số tiền VFF phải chi cho cả nhóm trên là không hề nhỏ, bởi từng chi tiết nhỏ như vé máy bay, nơi ở đều được tính kỹ trong hợp đồng. Giờ là lúc bóng đá Việt Nam chờ đợi vào cơ may từ cái duyên của những người Hàn Quốc, như cách ông Park đã từng rất thành công giai đoạn trước. Tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik khác tiền đạo giỏi. Sau một vòng đấu theo dõi các cầu thủ V-League thi đấu, dường như huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa ưng ý với cái tên nào cho hàng công tuyển Việt Nam. Thời gian không có nhiều nên ngay sau khi ra mắt, tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik lập tức đi soi dò các cầu thủ ở V-League 2023-2024. Thuận lợi với chiến lược gia người Hàn Quốc là ông nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các bộ phận chức năng VFF. Một lãnh đạo VFF cho biết, huấn luyện viên Kim Sang-sik được VFF cung cấp một danh sách khoảng 50-60 cầu thủ đang chơi ở V-League và hạng nhất. Từ đó, chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn khoảng một nửa trong số này cho đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam. Về cơ bản, những cầu thủ được VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik khoanh vùng đều quen thuộc, chỉ có một số nhân tố mới đang được đánh giá một cách kỹ lưỡng. Gần như chắc chắn huấn luyện viên 48 tuổi chưa thể tiến hành thay máu lực lượng ở tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Lúc này, huấn luyện viên Kim đang có sự rà soát tổng thể, trực tiếp đánh giá những cầu thủ đang nằm trong kế hoạch sử dụng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc dường như chưa lựa chọn được những gương mặt ưng ý, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Trong trận cầu đinh giữa Nam Định vs Bình Dương tại vòng 17 V-League 2023-2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik dự khán. Cả hai đội đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, trong đó có những tiền đạo được đánh giá đẳng cấp hàng đầu Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, nhân vật chính của trận đấu lại là ngoại binh Rafaelson, người lập hat-trick giúp Nam Định đánh bại Bình Dương 3-1, bàn thắng còn lại của Vĩ Hào. Bên phía Bình Dương, nhưng đây không phải là trận đấu gây ấn tượng của chân sút sinh năm 2003.
Những tiền đạo được huấn luyện viên Kim Sang-sik dành sự quan tâm đặc biệt trận này là Văn Toàn hay Tiến Linh chỉ chơi tròn vai. Nếu không muốn nói là thất vọng với trường hợp của Tiến Linh, cũng ở vòng 17, huấn luyện viên Kim dự khán trận derby giữa Hà Nội FC vs Thể Công Viettel. Ở trận này, hai bàn thắng được ghi do công của Hoàng Đức và Tiến Anh, một tiền vệ và một hậu vệ. Trong khi đó, tiền đạo Tuấn Hải hay Nhâm Mạnh Dũng chơi mờ nhạt ở trận đấu này đều được thay ra sớm. Dù vậy, để đánh giá phong độ cầu thủ sau một trận đấu là vội vàng. Huấn luyện viên Kim hiểu điều đó và càng biết cách làm thế nào giúp các cầu thủ Việt Nam có được tự tin, động lực lớn nhất để thể hiện hết khả năng trên sân. Nói cách khác, cơ hội ghi điểm với các tiền đạo đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều ở phía trước, nhưng với điều kiện bắt buộc là tất cả phải cải thiện được phong độ, khẳng định được vai trò để luôn sẵn sàng lên tuyển. Sông Lam Nghệ An thay huấn luyện viên. Tối ngày 11 tháng 5, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo thay huấn luyện viên trưởng. Thông báo điều chỉnh vị trí huấn luyện viên trưởng được đưa ra sau cuộc họp giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An hôm nay, ngày 11 tháng 5. Đội bóng xứ Nghệ bổ nhiệm huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thay thế vị trí của ông Phan Như Thuật. Cựu tuyển thủ này sẽ chuyển sang vai trò trợ lý. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sinh năm 1970 tại thành phố Vinh, Nghệ An, là cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ông có 10 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên phó, nhiều năm đảm nhiệm vị trí trợ lý huấn luyện viên trưởng, từng làm huấn luyện viên trưởng tại giải hạng nhất. Ở V-League, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn từng có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Sông Lam Nghệ An đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Như Thuật, đội bóng xứ Nghệ đã trải qua 9 trận không biết 10 chiến thắng, 8 trận tại V-League và 1 trận tại Cúp Quốc gia. Trận đấu gần nhất họ đã để thua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-1 trên sân Pleiku. Và đó cũng là trận đấu cuối cùng của Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Như Thuật. Hiện tại đội bóng xứ Nghệ đang xếp áp chót bảng xếp hạng với 15 điểm, chỉ hơn đội xếp cuối bảng xếp hạng là Khánh Hòa 5 điểm và đứng trước nguy cơ xuống hạng. Ở vòng 18 tới, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh. Trong trận đấu này, sân Vinh sẽ mở cửa tự do cho các cổ động viên vào sân. Mới đây, ban tổ chức sân Vinh đã thông báo sẽ mở cửa miễn phí đón khán giả vào sân cổ vũ Sông Lam Nghệ An trong 5 trận đấu còn lại trên sân nhà của mùa giải V-League 2024 để tiếp sức cho các cầu thủ trong cuộc đua trụ hạng. Văn Thanh xúc phạm trọng tài, đạp đổ hình tượng chuẩn mực. Vụ Văn Thanh đạp đổ hình tượng tuyển thủ quốc gia, chuyên môn tốt, hình ảnh đẹp khi xúc phạm trọng tài đến mức bị VFF kỷ luật nặng. Vũ Văn Thanh chưa từng nhận thẻ đỏ nào trong sự nghiệp cho đến trước khi bị đuổi khỏi sân hôm mùng 8 tháng 5. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là lý do khiến cầu thủ này bị rút quyền thi đấu. Ngay cả khán giả chứng kiến trực tiếp diễn biến trên sân Hòa Xuân hôm đó cũng khó có thể hiểu nổi. Văn Thanh phản ứng lại với trọng tài trong pha bóng mà anh chẳng có lý do gì để làm như vậy. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội phạm lỗi rất rõ ràng. Hành động của Văn Thanh thậm chí còn hơn cả mức bình thường. Khán giả xem truyền hình nhận thấy cầu thủ này giống như sổ ra cả loạt từ ngữ tục tĩu. Dư luận không được xem báo cáo của trọng tài và giám sát trận đấu để biết chính xác tiền vệ này nói gì. Nhưng sự thật là anh phải nhận án phạt nguội từ ban kỷ luật VFF, một hình thức tăng nặng vì hành vi xúc phạm trọng tài. Điều đó có nghĩa đây là một lỗi nghiêm trọng. Có hàng tá cầu thủ thậm chí cả huấn luyện viên bị nhắc nhở, nhận thẻ phạt vì lỗi phản ứng với trọng tài mỗi mùa giải. Điều đó không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia hôm trước còn phải nhận hai thẻ vàng trong vòng chưa đến 10 giây. Ở Anh, các trọng tài được khuyến khích rút thẻ mạnh tay với lỗi phản ứng, vậy mà vẫn không hạ nhiệt được những cái đầu nóng trên sân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hành vi phản ứng lại trọng tài được bình thường hóa. Đó vẫn luôn là hình ảnh xấu, đáng bị lên án và thải loại khỏi môi trường bóng đá đang hướng đến chuyên nghiệp. Trường hợp của Văn Thanh lại càng đáng để dư luận phải lên tiếng. Tiền vệ sinh năm 1996 là gương mặt thường xuyên xuất hiện ở đội tuyển quốc gia suốt những năm qua. Không chỉ vậy, Văn Thanh cũng thuộc lứa cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Dấu ấn mà anh và đồng đội tạo ra trong ký ức của người hâm mộ là những hình ảnh đẹp rất khó phai mờ. Họ là đại diện cho lứa cầu thủ được coi là chuẩn mực cả về chuyên môn lẫn tác phong, ứng xử. Đương nhiên Văn Thanh phải hiểu được anh luôn là một trong những nhân tố được chú ý, thậm chí là săm soi nhiều nhất trong mỗi trận đấu. Hoặc khi xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào khác, đó là ý thức giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp. Người hâm mộ muốn thấy Văn Thanh lăn xả chơi bóng để có được những khoảnh khắc như cú khoanh tay ngạo nghễ trong màu áo U23 Việt Nam năm nào, chứ không phải sấn áo, vén quần lao vào trọng tài với những lời lẽ xúc phạm. Dấu ấn đẹp mà những thành viên của thế hệ vàng tạo ra là điều biết bao thế hệ cầu thủ Việt Nam phải ao ước mà chưa đạt được. Đừng tự tay phá hỏng hình tượng ấy.